chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời về vận mệnh cuộc đời tuổi Canh Tý sinh năm 1960, khổ trước sướng sau. Càng già càng giàu sang, phú quý, từ 66 tuổi trở đi hưởng thụ cuộc sống an nhàn, sung túc đủ đầy. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Canh Tý sinh năm 1960 thân mến, nhân gian thường nói, nếu muốn biết quá khứ hãy nhìn hiện tại, nếu muốn biết tương lai ra sao thì hiện tại sẽ trả lời. Kiếp nhân sinh cho ta thấy rằng, số phận và đường đời căn bản của mỗi người quả thực được quyết định từ trước khi sinh ra, dựa theo quy luật nhân quả luân hồi và nghiệp báo muôn đời. Thì bạn sinh ra giàu hay nghèo, bố mẹ, anh chị em, người thân trong tương lai là ai đều đã được quyết định sẵn, chỉ chờ đến thời điểm sẽ xuất hiện. Dựa trên căn nguyên từ nhiều đời, nhiều kiếp, các nghiệp quả phải trả và phúc đức là do chính bạn tạo nên. Như vậy, tâm thế nên có không phải là ganh đua để hơn thua với người khác, mà là tâm thế thản nhiên, đón nhận mọi điều mình có, thắng không kiêu, bại không nản, bởi nguyên nhân thành hay bại có thể vốn được quyết định từ trước khi bạn sinh ra ở đời này. Mới đây nhất khi xem tử vi trọn đời của con giáp tuổi Canh Tý sinh năm 1960, cuộc đời thời trẻ nhiều lao đao, lận đận, vất vả ngược xuôi, khó khăn đủ đường. Nhưng không vì thế mà con giáp này nản lòng, nhờ sự nỗ lực, cố gắng của mình mà từ trung vận trở đi, họ gặt hái được thành công, quý nhân giúp đỡ, tài lộc được tốt đẹp, công danh, sự nghiệp rạng ngời, về hậu vận gặp nhiều may mắn, phúc lộc hội tụ, công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh, an hưởng tuổi già. Trong chuyên mục tử vi của 12 con giáp ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả cùng giải mã về những bí ẩn cuộc đời của người tuổi Canh Tý sinh năm 1960, để quý bản mệnh biết được vận mệnh của mình sẽ ra sao khi về già, năm nào được hưởng phước lộc trời ban, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe sẽ thế nào. Không để quý khán giả chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ xin mời quý khán giả hãy cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Trong số 12 con giáp, chuột được chọn là con vật tiên phong dẫn đầu. Người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 cũng luôn muốn mình sẽ là người đứng đầu trong mọi cuộc chơi. Theo quan niệm của người phương Đông thì chuột còn được coi là biểu tượng cho sự tích lũy và sức khỏe, còn người Trung Quốc và Nhật Bản thì coi đây là biểu tượng cho sự may mắn và giàu có. Khả năng lãnh đạo là bản tính của những người tuổi Canh Tý, họ thông minh, lanh lợi và sống theo cảm tính. Họ rất hiếu động, tò mò và luôn suy nghĩ không ngừng, là người tháo giác, xuất sắc và có sức sống vô cùng mãnh liệt. Với đầu óc sáng tạo thì người tuổi Canh Tý được biết đến qua sự thông thái của chính họ. Những công việc đòi hỏi kích thích trí óc và trong môi trường linh hoạt sẽ phù hợp với họ hơn. Tuổi Canh Tý rất giỏi đưa ra lời khuyên hay những đánh giá sắc sảo trong lĩnh vực tài chính và thách thức những trò thể thao. Dù bất kỳ trong công việc nào thì Canh Tý luôn mang lại một luồng gió mới và sự sáng suốt thấu đáo trong công việc của chính họ. Người tuổi Canh Tý có một sức hấp dẫn lạ lùng, luôn được mọi người yêu quý. Họ là người dễ gần, cần cù và sinh hoạt tiết kiệm. Nhìn bề ngoài có thể là người trầm lắng, ít lời và nghiêm túc, nhưng trên thực tế thì lại rất dễ bị kích động, song lại rất giỏi kiềm chế bản thân, có một trái tim sôi nổi, lạc quan, vui vẻ, dễ mến, dễ gần. Họ thích kết giao bạn bè, vì thế cũng có nhiều bạn bè xung quanh, cũng có một phần nhỏ những người tuổi Canh Tý thích ca cẩm và cằn nhằn. Tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu của việc này là do sự lười nhác và lãng phí của người khác mang lại. Canh Tý thường là người giỏi che giấu, kiềm chế cảm xúc, nhưng khi đã nổi nóng hay vô lễ thì đó là khi đã vô cùng buồn bực và tức giận. Những người cầm tinh con chuột được mọi người đánh giá là rất thông minh, tháo giác, nhanh nhẹn, chăm chỉ và có khả năng lãnh đạo, đứng đầu, luôn sáng tạo và đưa ra cho sếp những ý tưởng táo bạo để công việc phát triển thuận lợi hơn. Chính vì vậy nên được đồng nghiệp và lãnh đạo vô cùng tin tưởng, trọng phụng. Nhờ những tính cách trên cùng với sự kiên trì phải thực hiện công việc theo ý muốn mới thôi, nhưng đức tính ấy sẽ giúp cho công danh, sự nghiệp của người tuổi Canh Tý rộng mở lên như diều gặp gió. Tuy kiếm được nhiều tiền, có cuộc sống giàu sang, thế nhưng lại không bao giờ chi tiêu hoang phí, nhiều khi trong mắt những người xung quanh. Họ còn là người tiết kiệm, con đường sự nghiệp của người tuổi Canh Tý vô cùng thuận lợi, nhưng ở đường tình duyên lại không được như vậy. Khi đã yêu một ai đó thì sẽ rất nồng nhiệt, dành trọn vẹn tình cảm cho người đó và mong muốn đối phương của mình cũng đáp trả lại như vậy. Khi yêu thì sẽ nhường nhịn, quan tâm và chăm sóc người bạn đời rất nhiều, thế nhưng lại ghét bị kiểm soát,
Chính vì vậy nên nhiều khi họ sẽ cho đi nhiều hơn là nhận lại và sẽ cảm thấy mệt mỏi trong tình yêu. Cuộc đời của những người nam tuổi Canh Tý sẽ có nhiều thay đổi tích cực khi vào độ tuổi từ 30 trở đi, lúc này sẽ dần gặt hái được những thành công trong công việc, dư dả hơn trong chuyện tiền bạc. Về gia đạo, mọi người trong gia đình rất ít khi cãi nhau, cho nên cuộc sống thường hòa thuận, vui vẻ, càng về già thì cuộc sống càng an nhàn, thảnh thơi hơn khi còn trẻ. Tuy nhiên, sức khỏe lại không được tốt, vì vậy, cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn uống hàng ngày nhiều hơn nữa. Tuổi Canh Tý vốn thông minh, lanh lợi, đa mưu, túc trí lại đa năng, đến giờ đã xây dựng được nền tảng cơ bản trong sự nghiệp, có phần thong thả đỡ vất vả hơn so với những năm trước, vị trí vững chắc, lương bổng ổn định, tài lộc ngày càng gia tăng, thời vận của tuổi Canh Tý từ nay trở đi sẽ vô cùng vượng, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, công việc được quý nhân nâng đỡ, đều tiến triển một cách thuận lợi. Hơn nữa, nhờ tính cách vui vẻ, dễ thương, nồng hậu và rộng rãi mà Canh Tý luôn được quý nhân phù trợ, bạn bè xung quanh yêu thương, giúp đỡ. Theo tử vi trọn đời tuổi Canh Tý, từ trung vận trở đi, con giáp này sẽ may mắn liên tiếp nhận lộc trời ban, công việc suôn sẻ, thuận lợi, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, dù làm trong lĩnh vực nào. Họ cũng đạt được nhiều vị trí quan trọng, được mọi người tin tưởng, yêu quý, họ khiến người khác khâm phục mình bởi sự tập trung, sáng tạo trong công việc, sự nghiệp thăng tiến mạnh, vận tài lộc cũng theo đó mà tới. Tài lộc của Canh Tý rất dồi dào và bất tận, của cải tích trữ nhiều, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc. Càng về già càng nhận được nhiều thành quả và phước báo, có cuộc sống giàu sang, phú quý, đủ đầy, an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Nam mệnh tuổi Canh Tý cuộc đời sẽ có nhiều thay đổi tích cực khi vào độ tuổi từ 30 trở đi, lúc này sẽ dần gặt hái được những thành công trong công việc, dư dả hơn trong chuyện tiền bạc. Nữ mệnh tuổi Canh Tý cuộc đời suôn sẻ, không có nhiều vất vả, càng về trung vận và hậu vận thì cuộc sống càng hạnh phúc, yên ấm và nhận được nhiều niềm vui từ con cháu. Gia đạo thì thường ấm no, hạnh phúc do các thành viên trong gia đình vì biết giúp đỡ, lắng nghe ý kiến của nhau, đồng thời cùng vun vén, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Sức khỏe cũng khá tốt, ít ốm đau bệnh tật, nếu biết làm nhiều điều tốt, tích đức thì sẽ kéo dài tuổi thọ. Tiếp theo sẽ là phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi các phương diện chính của cuộc sống cho cuộc đời con giáp tuổi Canh Tý sinh năm 1960, cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 từ 66 tuổi trở đi. Cũng bởi chuột được xếp ở mốc khởi đầu cho chu kỳ 12 con giáp, thế nên người tuổi Canh Tý cũng gắn liền với đặc điểm của sự hoành sản, năng nổ và tháo giác. Họ gắn liền với những đặc điểm của sự mạnh dạn, năng nổ, mật thiết với sự thành công hữu hình, sự giàu sang và những giá trị xa xỉ khác trong cuộc sống. Đó là sự năng nổ, sức quyến rũ, sự chăm chỉ, tính kỷ luật và bản tính sôi nổi, cuồng nhiệt hơn hẳn những tuổi khác. Người tuổi Canh Tý có rất nhiều cơ hội để trở nên giàu có và thành công trong cuộc sống. Họ nhanh nhẹn, mạnh mẽ và dễ thích nghi với hoàn cảnh. Đó là điều giúp họ trở thành những người có khả năng giải quyết vấn đề một cách xuất sắc. Là người rất khéo cư xử, bởi vậy có khả năng thành công cao trong một cuộc ganh đua trong sự nghiệp. Họ thực sự là những người rất thành công và thành đạt. Họ luôn tự chủ và thận trọng, rất chu đáo khi cư xử với những người xung quanh. Một mặt họ có thể giỏi trong nghệ thuật, văn chương, thế nhưng mặt khác lại cũng có khả năng trở thành những thám tử, nhân viên, kế toán hay kỹ sư và nhà nghiên cứu bệnh học xuất sắc. Ngoài ra cũng có thể tham gia vào hai lĩnh vực, đó là luật sư và chính trị. Người tuổi Canh Tý cả đời có khi không phải lo lắng đến tiền bạc, nhưng cũng phải hiểu rằng đó là do bản tính ăn dè để dành mà có. Hãy nên cố gắng học một ít kiến thức để quản lý tiền bạc, học cách làm sao mà tận dụng khoản tiền hiện có một cách linh hoạt, chịu khó học hỏi, nghiền ngẫm thì nhất định sẽ được đầy đủ và sống thoải mái. Với sự nghiệp, công việc lý tưởng nhất là quản lý doanh nghiệp trong làm ăn, buôn bán có thể phát đạt, về tương lai tiền đồ thường sáng lạng, có cơ hội vươn lên trong sự nghiệp và là người biết dành cơ hội khi thời cơ đến, là người có tinh lực dồi dào, có sở trường về vạch kế hoạch, mặt khác lại rất lanh lợi, linh hoạt, thế nên là ngoại giao, tình báo rất tốt. Song cũng cần phải tránh một số nhược điểm dưới đây, tránh chủ quan, bảo thủ, phải có tầm nhìn xa, trông rộng, không quyết đoán theo trực giác. Để đi đến kết luận thì không nên tin trực giác, trước mọi sự việc phải công tâm, thẳng thắn,
không xuất phát từ quyền lợi bản thân mà phải công minh, chính trực, tránh nóng nảy, đa nghi, sẽ làm hỏng việc lớn. Trong công việc khi gặp khó khăn phải bình tĩnh giải quyết, không được chùn bước, hãy nên giải hòa trong tranh chấp. Nhìn chung, tuổi Canh Tý là một người có năng lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh khó khăn, nên tiền đồ sáng sủa. Từ 66 tuổi trở đi, chuyện làm ăn, sự nghiệp của người tuổi Canh Tý nói chung là khá thuận lợi, có sự thăng tiến rõ rệt, nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Thêm nữa, chuyện làm ăn dù có khó khăn bước đầu, nhưng về sau vẫn là kết quả tốt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Có thể còn được cân nhắc vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý, lãnh đạo, ví dụ như một tay cầm con dấu, một tay lĩnh chức quan của thời xưa. Ngoài ra, từ 66 tuổi trở đi, con đường thăng tiến của những người tuổi Canh Tý, đặc biệt là nam mệnh, vô cùng sáng lạng. Cuối năm 2024 sẽ tạo động lực cho bản thân nỗ lực không ngừng. Nó cũng đồng thời thúc đẩy tham vọng, thôi thúc phải hành động không ngừng để đạt được mục tiêu đã đề ra. Theo đó, những chú chuột tha hồ tỏa sáng thể hiện tài năng cũng như khẳng định cá tính, cái tôi, bản lĩnh và tài năng của mình. Tuy nhiên, hết sức lưu ý, hành sự cần phải khiêm tốn, tránh khoe khoang, tự tin thái quá, kẻo rước họa tiểu nhân thì phi bủa dây. Chính điều này là rào cản, khiến con đường thăng tiến gặp trắc trở, tốn thêm nhiều công sức, tốn thêm nhiều tiền của. Nữ mệnh sự nghiệp vững chắc, cuộc sống ấm no, tiền tài ào ào tới cửa. Các tuổi Tân Sửu, Giáp Thìn, Đinh Mùi là ba tuổi sẽ hỗ trợ rất nhiều trong chuyện làm ăn, công việc. Nữ mệnh Canh Tý không nên hợp tác với các tuổi Quý Mão, Ất Mão, Nhâm Dần, Giáp Dần, Mậu Thân, Bính Thân để tránh công việc trắc trở khó thành công. Nam mệnh với tính cách chăm chỉ, khả năng ghi nhớ tốt nên càng đến trung vận thì lại càng nhận được nhiều thành công. Nếu đam mê kinh doanh, buôn bán thì độ tuổi từ 66 trở đi sẽ gặp thuận lợi, thu về nhiều tiền tài, cuộc sống dư giả. Tuổi hợp làm ăn là với tuổi Canh Tý, Tân Sửu, Giáp Thìn và Đinh Mùi. Tuổi Kỵ không nên kết hợp là tuổi Nhâm Tý, Nhâm Dần, Quý Mão, Mậu Thân, Giáp Dần, Ất Mão và Bính Thân. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, từ 66 tuổi trở đi, bản mệnh các tuổi Canh Tý đã có số dượng tài, đặc biệt là từ 66 tuổi trở đi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ. Hãy cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm ăn, công việc không lo thiếu tiền xài. Muốn có hoành tài bất ngờ, quý bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì cũng phải nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt. Có như thế thì mới có được thành công. Từ nay trở đi, nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Nếu chưa sắp xếp được thời gian khi dồn công sức cho một việc, thì thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng tuổi Canh Tý hãy nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm, tránh tình trạng lãng phí. Có thời điểm có thể sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, tuy nhiên ảnh hưởng không quá lớn mà vẫn có thể tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người. Quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, từ 66 tuổi trở đi, phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tý từ 66 tuổi trở đi không có quá nhiều biến động. Nhìn chung, quý bản mệnh không mắc trọng bệnh, dễ gặp dữ quá lành. Có điều, nhiều thời điểm sức khỏe suy giảm, dễ đổ bệnh dù không phải bệnh nguy hiểm, nhưng cũng gây không ít rắc rối trong cuộc sống và vấn đề tài chính. Có thời điểm, các vấn đề sức khỏe đối với người tuổi Canh Tý thường xảy ra do không để ý đến các tín hiệu từ chính cơ thể mình gửi đến. Cần phải có chế độ ăn uống, tập luyện khoa học hơn để bảo vệ bản thân. Thứ nhất, các cơ quan nhạy cảm nhất đối với người tuổi Canh Tý là dạ dày, huyết áp hoặc vấn đề về thần kinh. Vì thế có bài tập giúp giải tỏa hệ thần kinh sẽ rất tốt, có lợi cho bản thân. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, từ 66 tuổi trở đi, đa phần những người tuổi Canh Tý có tình cảm nội tâm rất dồi dào, phần nhiều là rất nhân từ, khoan dung, độ lượng với người mình yêu mến. Bản thân luôn biết nhường nhịn và không phải người so đo từng ly từng tí khi xảy ra tranh cãi, bằng lòng nhân từ vốn có. Họ luôn khiến người đối diện hết sức yêu quý mình,
Bởi vậy, ngay từ đầu đã có thể giành được thiện cảm của người khác. Tuy nhiên, đường tình duyên của người tuổi Canh Tý lại không thật sự thuận buồm xuôi gió. Khi yêu thì thường rất chu đáo, nhưng lại luôn đòi hỏi người ta phải báo đáp lại mình. Đôi khi sự quá nhiệt thành trong tình yêu lại khiến bản thân trắng dẫn hoàng tay trắng. Một điều có thể khẳng định là cuộc sống gia đình của người tuổi Canh Tý khá hạnh phúc, nhưng đôi khi vẫn xảy ra những cãi giả từ những chuyện không đâu. Đường tình yêu không thuận lợi, thế nhưng cuộc sống gia đình phần nhiều là hạnh phúc. Sau tuổi 66 có nhiều thuận lợi, may mắn trong đời sống tình cảm. Vợ chồng ấm êm, tình cảm mặn nồng, quan hệ vợ chồng được củng cố do đối tác hết lòng hỗ trợ. Điều đó đem đến cho họ sự ổn định và đam mê. Tuổi Canh Tý tương hợp nhất với tuổi Thân và tuổi Thìn. Những người trong nhóm tam hợp này sẽ tạo thành một mối quan hệ rất tốt. Kể cả trong quan hệ hôn nhân hay làm ăn cùng nhau, thì họ sẽ tận hưởng thành công, hạnh phúc thịnh vượng. Nam mệnh tuổi Canh Tý đối xử với người khác thân thiết hòa nhã, tính tình rộng rãi và hiểu nhiều, biết rộng. Khi bạn đang yêu thường tỏ ra nho nhã, ôn hòa, quan tâm hết mực đến người ta, tuy là rất thành khẩn, lễ độ, chất phác, không màu mè. Nhưng khi bị phái nữ trêu chọc thì sẽ không kìm được mà lộ sạch mọi tính tình thiên bẩm ra. Lúc ấy, cô gái bên cạnh sẽ hoài nghi nhân cách của họ. Theo tử vi tuổi Canh Tý, đa phần họ đều thành công, bất luận làm công việc gì, bởi họ là những người luôn bình tĩnh, tỉnh táo và nhạy bén. Và vì có trực giác sắc sảo và tầm nhìn xa, tình duyên của nam mệnh Canh Tý 1960 được chia thành 3 trường hợp theo tháng sinh như sau: tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 5, tháng 10, chuyện tình cảm thuận lợi, không gặp nhiều khó khăn. Tháng 4, tháng 8, tháng 9, tháng 12, chuyện tình cảm của những người này sẽ gặp được nhiều thuận lợi, sống hạnh phúc, người sinh tháng này có số nhờ vợ. Tháng 6, tháng 7, tháng 11, người sinh tháng này lại vô cùng may mắn trong tình yêu, cuộc sống của cả hai người sẽ hạnh phúc vì hai người biết yêu thương, nhường nhịn lẫn nhau. Nữ mệnh tuổi Canh Tý thường theo đuổi những mối tình diễn dông mà luôn hy vọng được là một người tình tuyệt vời trong lòng một ai đó. Kể cả là bề ngoài hay nội tâm, họ là người khá yêu tự do, thích được bình đẳng, ấp ủ lòng kính phục người yêu, người có thể khiến họ lao tâm khổ tứ đều tài giỏi, xuất sắc. Đáng tiếc, hễ khi cảm thấy năng lực của người yêu không ưu tú như bản thân vẫn tưởng tượng là liền mất đi lòng tin. Nữ giới tuổi Canh Tý sẽ trở thành một bà chủ gia đình cực tốt, vừa chăm lo gia đình, lại vừa chăm lo cho sự nghiệp. Tình duyên của nữ mệnh Canh Tý 1960 được chia thành 3 trường hợp theo tháng sinh như sau: tháng 3, tháng 6, tháng 7, tháng 11, chuyện tình duyên sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi và hạnh phúc đến trọn đời. Tháng 1, tháng 2, tháng 5, tháng 8, tháng 10 và tháng 12, tình cảm không có nhiều thuận lợi, nên dễ phải thay đổi hai lần đò. Tháng 4, tháng 9 là những tháng chuyện tình cảm không dễ tốt đẹp, dễ gặp trục trặc, có thể sẽ phải 3 lần đò mới tìm được hạnh phúc của đời mình. Tiếp theo sẽ là luận giải chi tiết về vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Canh Tý sinh năm 1960, vận trình cụ thể như sau. Vận mệnh tuổi Canh Tý 1960 sinh tháng 1 âm lịch. Người tuổi này được hưởng phúc lộc tổ tiên, phúc ấm mạnh dày, gia sản thừa kế dồi dào, cũng được bề trên nâng đỡ, phù hộ cho nhiều, cuộc đời hạnh phúc. Lúc nhỏ được cha mẹ, anh em yêu thương, đùm bọc, lớn lên được bạn đời chăm sóc chu đáo, không phải vất vả quá nhiều mà vẫn cơm no, áo ấm, có của ăn của để. Vận mệnh tuổi Canh Tý 1960 sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh trập, người này có phần nhút nhát dù đôi khi cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng vẫn luôn xốc nổi, lo sợ trong lòng, cuộc đời êm ấm, được nhiều người yêu mến, tính tình nho nhã, ôn hòa, người này đối nhân xử thế vô cùng khéo léo, lại phóng khoáng, cởi mở, nên được rất nhiều quý nhân giúp đỡ. Tuy không quyền cao, chức trọng, nhưng sự nghiệp cũng thành công, người này có phần thông minh, đỉnh ngộ, vượt nhiều gian khổ, có những lúc hiểm nguy tưởng chừng khó thoát, nhưng vẫn may mắn bình an. Vận mệnh tuổi Canh Tý 1960 sinh tháng 3 âm lịch. Người này nhát gan, thiếu quyết đoán, số mệnh phải chịu cảnh cô đơn, hiu quạnh, là người yếu đuối, sống có lòng dạ thiện lương, dễ mềm lòng. Họ có thể sẽ coi nhẹ những thứ vật chất xung quanh, chán ghét chốn hồng trần, gian dối, không tham, không sân si, có suy nghĩ rời bỏ trần tục,
xuống tóc đi tu. Vận mệnh tuổi Canh Tý 1960 sinh tháng 4 âm lịch. Người này tuy vận số không tốt nhưng gặp được ý trung nhân thì sẽ nhẹ gánh phần nào, giảm bớt vận hạn và sẽ tương trợ mọi điều, giúp cho bản mệnh có thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống. Tới tuổi trung niên thì làm nên cơ đồ, được nhiều người trọng vọng. Vận mệnh của người này khá vất vả, tiền bạc không có nhiều, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được hưởng lộc hương quả để lại. Anh em trong nhà tình cảm nhạt nhòa, không dựa được vào người thân, ra ngoài đời cũng không được quý nhân trợ giúp, nên sự nghiệp khó thành. Số mệnh hẩm hiu, lại bị người đời khinh miệt, ức hiếp. Tuy nhiên, nếu sinh vào ngày giờ tốt thì vẫn có thể giảm bớt vận hạn. Vận mệnh tuổi Canh Tý 1960 sinh tháng 5 âm lịch. Vận mệnh của người này khá tốt đẹp, cuộc đời sung túc, no đủ, thậm chí có thể trở thành người vô cùng giàu có, tự thân lập nghiệp, không sợ gian khổ, mà luôn làm hết sức mình để có thể đạt được những gì mình mong muốn. Họ được nhiều người ngưỡng mộ và lấy đó làm gương phấn đấu. Phúc lộc do chính bàn tay mình làm ra, tuổi già an nhàn hưởng phúc. Người này tuy số kiếp vất vả nhưng vinh hoa phú quý, cả đời hưởng không hết. Tuy không được bố mẹ, anh em trợ giúp, cũng chẳng được hưởng lộc tổ tông, song tài trí hơn người, thông minh, nhanh nhạy, lại có ý chí vững vàng, phấn đấu không ngừng nghỉ, nên chỉ với hai bàn tay trắng mà làm nên cơ nghiệp, sau này ra ngoài xã hội được hưởng phúc quý nhân nâng đỡ. Sự nghiệp có hung, có cát, song về cơ bản là thuận lợi phát triển, tài lộc ùn ùn kéo tới. Tuổi trung niên thì tài sản đã vô cùng hưng dượng, cự phú một dùng, người người ngưỡng mộ. Vận mệnh tuổi Canh Tý 1960 sinh tháng 6 âm lịch. Đây là người đi lên từ không có, tay trắng làm nên sự nghiệp, tổ tiên phúc mỏng, không có tài sản thừa kế gì nhiều. Lục thân không giúp ích được gì, cả đời đều phải tự lực cánh sinh, sự nghiệp gây dựng do chính sức mình. Song người này lại may mắn được quý nhân giúp đỡ rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Có điều, đôi khi lực bất tòng tâm, muốn làm mà chưa đủ lực, phải nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ. Tính tình cương nghị, ý chí sắt đá, có thể vượt qua khó khăn, không dễ bị gục ngã, giành được nhiều thành công trong sự nghiệp. Vận mệnh tuổi Canh Tý 1960 sinh tháng 7 âm lịch. Người này được hưởng lộc tổ tiên, tổ nghiệp phúc lớn, gia sản giàu có, tài sản thừa kế dồi dào, cha mẹ giúp sức nhiều trên con đường sự nghiệp, anh chị em trong nhà yêu thương, đùm bọc, vợ chồng, con cái thuận hòa, êm ấm. Người này có số hưởng, không cần vất vả gì nhiều mà vẫn sung túc, giàu sang, tâm địa thiện lương, sởi lởi, phóng khoáng, khoan dung, độ lượng. Cuộc đời được nhiều quý nhân tương trợ, sự nghiệp thành công, không gặp đại hung, đại nạn, là người mang phúc tướng hiếm có khó tìm. Xem tháng sinh đại cát của 12 con giáp, thì tháng 7 âm lịch cũng là tháng sinh đại cát của người tuổi Canh Tý. Vận mệnh tuổi Canh Tý 1960 sinh tháng 8 âm lịch. Xem vận mệnh của người này, cuộc đời người này vinh hiển, phú quý, giàu sang, tổ tiên phúc lớn, cha mẹ ơn cao, quý nhân dượng vận, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, càng lên cao lại càng thuận lợi. Người này thiên tư dĩnh ngộ, có tài văn chương, trí tuệ xuất chúng, được nhiều người trọng vọng. Vận mệnh tuổi Canh Tý 1960 sinh tháng 9 âm lịch. Người này có cuộc đời bình an, hạnh phúc an lành, hưởng hết tuổi thọ. Tuy nhiên thì người này lòng dạ có phần hẹp hòi, cũng nhát chết, thiếu dũng khí, không có ý chí, không có tham vọng, thường sống đâu hay đó, thuận nước đẩy thuyền, bèo dạt mây trôi. Người này khá ít nói, tính cách có phần cổ quái, thích cô độc. Tuy nhiên, phúc lớn mạnh hậu, nên vẫn được hưởng hết phúc lạc thiên luân, tình cảm gia đình tốt đẹp, nữ lấy được lương phu, nam lấy được hiền thê. Vận mệnh tuổi Canh Tý 1960 sinh tháng 10 âm lịch. Xem vận mệnh người này không được tốt cho lắm, cuộc đời chịu nhiều vất vả, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được anh em trong nhà giúp đỡ. Người này có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài trí, nhưng không may mắn gặp được thời cơ. Cuộc đời tuy không phải trải qua đại nạn, nhưng gặp phải không ít trở ngại, vận trình trắc trở, kém bề thuận lợi. Vận mệnh tuổi Canh Tý 1960 sinh tháng 11 âm lịch. Người này nửa đời vất vả, nửa đời thuận buồm xuôi gió. Người này không được hưởng phúc tổ tông, cha mẹ cũng chẳng giúp được gì nhiều, phải tự dựa vào sức mình mà sống. Tới tuổi trung niên thì có quý nhân phù trợ, đây là lúc hết thời kỳ vất vả lúc còn trai trẻ. Tuổi già an nhàn, hạnh phúc. Nói chung, cuộc đời người này không có đại nạn,
sự nghiệp vượng phát, thăng tiến không ngừng, khi đến tuổi trung niên nhanh chóng đạt đến đỉnh cao danh vọng, từ đó hưởng phúc thái bình. Vận mệnh tuổi Canh Tý 1960 sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch tức tháng Chạp, rơi vào tiết tiểu hàng trong năm, sinh vào năm cùng tháng Tận, người người, nhà nhà chuẩn bị cơm thịt đón Tết về, nên người này cũng được hưởng phúc. Có lộc ăn, lộc uống, cuộc sống thanh bình, no đủ cả đời. Chỉ là tiết trời giá lạnh nên số mệnh đã định phải làm lụng vất vả, chăm chỉ, cần cù thì mới có lộc, có phúc. Vận mệnh người này khá tốt, có thể bình an sống hết cả đời, tổ nghiệp vững chắc, con cháu được hưởng phúc dày, tài sản cha ông để lại, cha mẹ yêu thương, chăm sóc hết lòng, anh chị em sống tình cảm, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, vợ chồng ân ái, nồng nàn, gia đình hạnh phúc. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí, mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà mệnh chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho mệnh chủ. Tượng Thiềm Thừ phong thủy. Thiềm Thừ là biểu tượng của tài lộc và yên lành, là vật phẩm may mắn trong công việc làm ăn, sự bình an cho gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Nên mọi người thường hay dùng để biến xấu thành tốt trong phong thủy nhà cửa hoặc để tặng bà con, bạn bè thân hữu khi có dịp hành sự. Tượng Tỳ Hưu phong thủy. Tỳ Hưu còn có tác dụng trấn nhà để tránh tà khí. Ta đặt Tỳ Hưu ở các hướng tốt trong nhà như sanh khí, thiên y, diên biên. Phục vị nhất là hướng sinh khí thì Tỳ Hưu có thể làm cho vận mệnh các thành viên trong gia đình tuổi Canh Tý sinh năm 1960 chuyển biến tốt, vận mệnh tốt, được nâng cao, đuổi tà khí đi và có tác dụng trấn nhà. Vì vậy, Tỳ Hưu đã trở thành thần bảo vệ cho gia đình, bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà của người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Tượng Cá Chép phong thủy. Cá chép cũng là một biểu tượng của may mắn, còn cá chép có biểu tượng của lòng dũng cảm, vô song trong truyền thuyết. Dược Vũ Môn để hóa rồng là tượng trưng cho tính kiên nhẫn, một điều không thể thiếu nếu muốn thành công cho người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Tượng Chuột phong thủy. Hình ảnh con chuột nằm trên đống tiền hoặc là các thỏi vàng, chuột ngậm đồng tiền chính là biểu tượng cầu mong nhận được nhiều phúc lộc tài, mong muốn tài lộc luôn dồi dào, cuộc sống đầy đủ và dư dả hơn cho người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Hơn thế nữa, nó còn có ngụ ý tài lộc sẽ không ngừng gia tăng, tăng cao hơn, phát đạt hơn. Do đó, nhiều người thường đặt tượng chuột vào huyệt tài lộc ở trong nhà để cầu mong gia đình mình luôn tấn tài, tấn lộc. Tượng Khỉ phong thủy. Theo truyền thuyết đời xưa, khi có một sức lực mạnh mẽ, trí não thông minh và lòng nhân từ của nó, chưa chắc con người đã bị kịp, ngoài ra thì còn được coi là con vật may mắn. Từ hầu có nghĩa là con khỉ đồng âm với từ hầu, một tước vị quyền quý, bởi vậy trong nhiều tranh vẽ tượng khỉ thì hình tượng con khỉ mang ý nghĩa là phong hầu, phong chức tước cho người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Tượng rồng phong thủy là con vật đứng đầu trong các loài thú lành, nên ngoài việc hóa sát, rồng còn tăng cường phát huy quyền lực, người có chức vụ cao dùng nó có hiệu quả càng lớn. Ngoài ra, rất phù hợp cho người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 làm việc hành chính hoặc hoạt động chính trị, giúp chống lại những lời gièm pha và tăng cường quyền uy. Rùa phong thủy. Rùa phong thủy được coi là một trong bốn loài linh vật trấn giữ bốn phương. Những con rùa canh giữ phương Bắc đại diện cho mệnh thủy và con số một theo quan niệm xưa. Phương Bắc là nơi thu hút tiền tài, từ công việc hay kinh doanh, cũng như công danh và sự nghiệp cho người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Sư tử phong thủy. Nói một cách đơn giản, sư tử phong thủy có tác dụng trừ tà khí, sát khí cho người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Ý nghĩa của nó đối với tài khí chính là ở điểm có thể bài trừ trở ngại tiền tài, làm cho việc kinh doanh được tăng trưởng. Ngày nay, những nơi sử dụng sư tử phong thủy nhiều nhất là các cơ quan, doanh nghiệp.
người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 đặt một đôi sư tử ngay trước cổng lớn để có thể bài trừ vô số các trở ngại gây ra cho công việc. Mèo thần tài giúp gia chủ đạt được ước vọng. Mèo thần tài là biểu trưng cho tài lộc và may mắn, mang lại phúc lộc cho gia chủ trong phòng khách nhà mình. Bạn có thể bày một chú mèo thần tài, chẳng những có thể khiến cho vận khí tốt lên mà còn có thể giúp cho những điều mình mong muốn đều trở thành hiện thực. Bày cây cảnh chiêu tài ở phòng khách. Cây cảnh chiêu tài được rất nhiều người ưa chuộng bởi tác dụng của nó không chỉ giúp thanh lọc bầu không khí mà còn mang lại tài lộc sung túc cho gia chủ. Cây chiêu tài có rất nhiều loại, thường thấy nhất là cây kim tiền, cây dạng niên, thanh cây phú quý. Chọn được chậu cây cảnh ưng ý, bạn còn phải xem đặt ở đâu cho đúng vị trí phong thủy. Thường thì những cây cảnh chiêu tài này thích hợp đặt ở phòng khách, trong nhà hoặc trong gian phòng, ở tài vị sẽ phát huy được công dụng của vật phẩm phong thủy này một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Cây cảnh phong thủy chiêu tài mà không chú ý đến vị trí bày trong nhà thì chẳng những không khiến tài lộc nhiều thêm, mà còn có thể phản tác dụng, gây ra những trường khí xung đột, khiến cho vận trình gia chủ ngày càng sa sút, thậm chí lâm họa, phá sản, tiền bạc tiêu vong. Ngoài ra, khi đặt cây cảnh trong nhà, bạn nên chú ý đến chủng loại của cây, bởi một số loại cây chỉ thích hợp trồng ngoài trời. Bởi đặt trong nhà có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người, ví dụ như cây phất dụ. Bể cá cảnh có thể thu hút tài khí về cho gia chủ. Nuôi cá chẳng những là một thú vui tao nhã, mà còn giúp cho gia chủ có thêm nhiều tài khí, tiền bạc ngày một dư dôi. Bể cá cũng là một trong những vật phẩm phong thủy chiêu tài được nhiều người ưa chuộng. Nếu bày bể cá cảnh với kích thước phù hợp ở trong nhà theo phong thủy, có thể giúp cho gia chủ tài lộc tăng tiến, sự nghiệp hanh thông, thăng tiến không ngừng. Tuy nhiên, bất cứ một vật phẩm phong thủy nào cũng có những điều cần chú ý. Với bể cá phong thủy, bạn cần cân nhắc kỹ về vị trí đặt bể, kích thước của bể cũng như số lượng cá nuôi trong bể. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được khép lại. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.